Xin chào tất cả các em, cô xin tự giới thiệu, cô là Lê Thị Hà, giáo viên dạy lịch sử địa lý của trường Trung học cơ sở Nguyễn Thái Bình, một ngôi trường rất nổi tiếng nằm trên địa bàn của phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Và trường Trung học cơ sở Nguyễn Thái Bình là môi trường học tập của gần 3.000 học sinh với khoảng 100 giáo viên giảng dạy. Các em biết không, trường Trung học cơ sở Nguyễn Thái Bình được xây dựng để ghi nhớ công lao của một vị chiến sĩ yêu nước rất nổi tiếng thời kháng chiến chống Mỹ, đó là anh Nguyễn Thái Bình. Và từ Thái Bình ở đây còn giúp chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ công lao của lớp lớp cha ông đi trước.